Chào các mẹ, mình là Trâm, nữ hộ sinh chuyên thông tắc tia sữa. Hôm nay mình xin chia sẻ với các mẹ những nguyên tắc để chúng ta thông tắc tia sữa một cách hiệu quả nhất. Thì mình xin gói gọn những nguyên tắc đấy gọi là 5 không và 3 có. Không ở đây là gì và có ở đây là gì? Đầu tiên là 5 không. Thì không thứ nhất là chúng ta không lạm dụng chườm nước quá nóng hoặc là chườm nóng nhiều lần. Nhiều mẹ có quan niệm là chúng ta phải chườm nóng để sữa cục sữa ở trong đó sẽ tan ra, nhưng mà sự thật thì cái tuyến vú của chúng ta ấy, 2 phần 3 cái tuyến vú là lớp mỡ, và nếu như mà chúng ta muốn chườm nóng để sữa ở trong bên trong nó tan được ấy, thì nhiệt độ nó rất phải cực kỳ nóng, thì các mẹ sẽ bị bỏng trước khi mà chúng ta thông được sữa. Do đó là chúng ta không nên là chườm nước quá nóng và lạm dụng chườm nóng nhiều lần. Không thứ hai đó là chúng ta không chườm quá lạnh nha, tại vì cái ngực của phụ nữ là bộ phận rất là nhạy cảm, cho nên khi mà chúng ta chườm quá lạnh ấy thì có thể là sẽ gây bỏng lạnh. Cái không thứ ba đó là chúng ta không nhồi nặn thô bạo. Thì cũng rất là nhiều mẹ có quan điểm là phải nhồi nặn, nhồi bóp rất là mạnh để cho sữa ở trong đó tan ra. Nhưng mà cái việc mà nhồi nặn thô bạo này ấy thì nó sẽ làm tổn thương những cái mô tuyến vú, có thể làm vỡ mạch máu ở dưới da của vú, cho nên là chúng ta không làm như vậy ha. Không thứ tư, tức là chúng ta không để cho người lớn hỗ trợ mút bú, tại vì cái sự mút bú của người lớn ấy thì sẽ là toàn bộ là dùng răng, trong khi đó em bé của chúng ta ấy sẽ dùng lưỡi để bú, cho nên là cái việc mà người lớn bú vậy, cái việc của em bé bú nó hoàn toàn rất là khác nhau. Mặt khác thì miệng người lớn chứa một lượng rất là lớn vi khuẩn, và khi mà bú vào ấy thì vô tình sẽ bị mẹ sẽ bị nhiễm khuẩn ngược dòng từ cái miệng vào trong mô tuyến vú và gây viêm tắc vú nhiều hơn. Không thứ năm đó là chúng ta không lạm dụng hút sữa nhiều lần. Và cũng một quan điểm sai lầm đó là các mẹ khi mà bị tắc thì cố gắng hút thật là nhiều để cho sữa thông, nhưng mà thực ra khi mà chúng ta hút quá nhiều cữ thì làm cho cái núm ti của chúng ta sẽ bị tổn thương, bị bào mòn, bị rát và rất là đau. Chất lượng cuộc sống của mẹ cũng sẽ bị giảm xuống, và trong trong khi đó thì sữa không có thông được ấy, thì làm cho cái việc tắc tia nó sẽ nặng nề hơn. Đó là nguyên tắc 5 không. Và nguyên tắc 3 có, tức là có thứ nhất, các mẹ sẽ massage một cách rất là nhẹ nhàng ở trên bầu vú của mình. Thì khi cái việc massage này ấy, thì giúp cho mẹ dễ chịu hơn và giúp cho các cái mạch máu, các cái nang sữa ở trong đấy được mềm hơn. Có thứ hai đó là mẹ nên vắt sữa bằng tay đúng kỹ thuật, và cái vắt sữa bằng tay này ấy là cái mấu chốt để giúp mẹ thông sữa một cách rất là nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Thì chúng ta tùy theo cái vị trí tắc mà chúng ta sẽ để cái ngón tay của mình để ở những cái vị trí ở trên cuồng vú tương ứng để chúng ta vắt ra, và cái việc này ấy thì làm cho núm ti chúng ta không bị tổn thương như là chúng ta dùng máy chúng ta hút nhiều lần ha. Và cái có thứ ba là các mẹ nên uống nhiều nước. Nhiều nhiều mẹ nghĩ là khi mà chúng ta uống nhiều nước thì sữa nó sẽ tăng tiết hơn, thì làm cho cái việc tắc nó nhiều hơn, nhưng mà cơ thể của chúng ta luôn luôn có cơ chế tự bảo vệ. Khi mà chúng ta bị tắc hoặc là bị viêm thì sữa trong người của mình nó sẽ tự điều chỉnh là giảm xuống để không quá tải, quá tải cái lượng sữa và quá tải cho cái nang sữa. Cho nên là việc chúng ta uống nhiều nước vẫn rất là có lợi trong khi mà chúng ta bị tắc tia sữa hoặc là chúng ta bị viêm vú. Và đặc biệt là nếu như các mẹ mà bị viêm vú ấy thì chúng ta nên uống nhiều nước để chúng ta không có bị mất nước khi mà bị viêm. Đấy là những cái nguyên tắc mà khi chúng ta thông tắc tia sữa, và hy vọng là cái video này sẽ giúp cho các mẹ hiểu được phần nào đấy về cách xử lý đúng trong trường hợp chúng ta bị tắc tia sữa. Và nếu như các mẹ thấy video này có ích thì chúng ta sẽ có thể chia sẻ video này với bạn bè của mình, và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của mình nhé. Chào các mẹ.